trốn tìm cùng ma. Câu chuyện được gửi bởi bạn Hồ Thị Thiên Ý. Cùng mình làm món bánh trung thu dẻo và nghe câu chuyện này nha. Chuyện xảy ra khi Thiên Ý đang là sinh viên năm 2. Năm đó thì trường tổ chức khóa học quân sự, cho nên là phải ăn ngủ cả tháng ở trường luôn. Lần đầu tiên trong đời sinh viên được trải nghiệm ở lại trường ban đêm háo hức lắm. Nhóm của Yến gồm Toàn, Dũng, Huy, Thảo, Phúc, tụi nó rủ nhau khám phá và chơi trốn tìm vào ban đêm tại trường xem có gì hấp dẫn không. Đêm đó sau khi mà các lớp khác ngủ hết rồi, bảo vệ và các cô giám thị cũng đã đi trực kiểm tra xong luôn rồi thì tụi nó bắt đầu hành động. Toàn và Thảo là hai đứa đi tìm, còn những đứa còn lại trốn. Dũng và Huy thì trốn trên cái kho để dụng cụ đồ học thể dục thể thao ở trên lầu 2. Ý và Phúc thì trốn trong nhà vệ sinh nữ ở tầng 1. Tụi nó hí hửng lắm, đang trốn thì nghe có tiếng bước chân cộc cộc cộc. Tụi nó im lặng nín thở. Ủa không lẽ mới đây mà Thảo với Toàn nó tìm ra tụi mình lẻ dữ vậy ha? Tiếng bước chân dừng lại trước nhà vệ sinh của Ý và Phúc, và nó cũng dừng lại trước phòng để dụng cụ chỗ Huy mà Dũng trốn. Sau đó im re, không có thấy ai mở cửa ra. Một giọng nói vang lên: cho mình chơi với. Cả đám quay lại thì thấy một đứa con gái mái ngang, tóc dài tới lưng. Phúc hỏi Ý: ủa nãy giờ có thấy bạn này vô không? Phúc nói: tôi có thấy gì đâu, còn bà thì sao? Ý lắc đầu: nãy giờ tôi đứng đây với bà mà. Ý mới hỏi bạn nữ đó: sao bà vô đây được vậy? Bạn nữ đó chỉ cười, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng trốn đi nào. Hóa ra bên ngoài có tiếng bước chân. Tìm thấy rồi nha. Người tìm thấy Phúc và Ý trong nhà vệ sinh là Toàn. Còn bên kia thì Thảo cũng đã tìm thấy Dũng và Huy. Cả đám tụ họp gặp lại nhau. Dũng và Huy quay qua quay lại hỏi: ủa cái bạn nữ hồi nãy trốn chung với mình đâu rồi ta? Ý và Phúc cũng vậy: ủa bạn nó đâu rồi ta? Toàn và Thảo nói khi mở cửa ra thấy có hai ông hai bà trốn ở đó chứ có thấy nhỏ nào nữa đâu. Sau đó nhóm Ý và Phúc, Dũng và Huy miêu tả lại hình dáng của bạn nữ đó thì trùng khớp giống nhau hoàn toàn. Lại cùng thời điểm thì không thể nào một người có thể ở hai nơi. Vậy thì người trốn tìm cùng mình khi nãy là? Cả đám đùng mình chạy thẳng về phòng trùng mình kính. Sau cái hôm đó thì tụi nó cũng bỏ luôn ý định là khám phá trường vào ban đêm.